Bẩm Lý Tướng Quân, quan quân triều đình do Lý Thường Kiệt chỉ huy sắp tới Diễn Châu rồi, phải làm sao đây thưa tướng quân? Người sợ cái gì? Người không thấy đội binh tướng nhà trời của ta đã bất khả chiến bại hay sao? Dạ, Lý Thường Kiệt là lão tướng đã từng diệt Tống, Bình Chiêm, tài giỏi mưu lược, cho nên thuộc hạ... Người đúng là ông ta già rồi, thì có gì mà phải sợ? Nay Lý Giác trốn sang Chiêm mà nói rõ nội tình nước ta, Chế Mana tin lời đem quân sang lấn cướp, quả là ngông cuồng ngạo mạn, quyết không thể mềm dẻo trong tình thế này. Bẩm bệ hạ, thái úy Lý Thường Kiệt vừa cho người báo về, quân Chiêm đã bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi. Chế Mana sợ hãi trước sức mạnh của quân ta nên đã trả lại đất Ba Châu rồi ạ. Tốt lắm, Lý thái úy quả là vị tướng bách chiến bách thắng của Đại Việt ta. Tháng 10 năm 1103, Lý Giác ở Diễn Châu làm phản. Thái úy Lý Thường Kiệt được cử đi dẹp loạn. Dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn xung phong trận mạc để ổn định vùng biên viễn. Từ đó cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của thái úy Lý Thường Kiệt trong việc bảo vệ đất nước. Đúng là quân tướng nhà trời mà. Đội binh thiện chiến của ta mà xông trận thì chỉ có thắng mà không có bại. Bẩm Lý tướng quân, thuộc hạ đã đi tuyển binh quyên lương. Dân chúng Diễn Châu nghe nói tướng quân có đội quân tướng nhà trời, lại có thể hô mưa gọi gió, am tường trời đất, nên theo về rất nhiều. Họ xin được làm kẻ tôi tớ dưới trướng của tướng quân. Tốt lắm, ta sẽ làm chủ đất Diễn Châu này, nuôi binh hùng tướng mạnh, rồi sẽ đánh thẳng ra kinh thành Thăng Long. Dạ đúng ạ, tướng quân tài giỏi hơn người, lại tinh thông phép thuật, trên đời này có ai bì kịp. Bẩm bệ hạ, ở Diễn Châu có người tên là Lý Giác giở trò yêu thuật khiến dân chúng theo về rất đông. Hắn công khai chống đối triều đình, nếu không ngăn chặn sớm, e rằng sẽ nguy hại tới vùng biên ải phía nam. Xưa nay những kẻ dùng yêu thuật để dẫn dụ dân chúng không phải là ít, nhưng để lôi kéo dân chúng theo mình để làm phản thì không nhiều. Triều đình ta ai có thể lãnh binh đi dẹp loạn Lý Giác? Bẩm bệ hạ, triều ta đã trải qua cuộc kháng chiến chống Tống năm 1076. Uy danh của thái úy khiến cho giặc mới nghe đã khiếp sợ. Theo hạ quan, thái úy Lý Thường Kiệt làm thống lãnh ba quân tất đánh yên bọn Lý Giác. Thái úy giữ việc binh đã lâu, nay tuổi đã cao, nếu lại giao cho thái úy đem binh đi dẹp loạn thì không phải cách mà trẫm dùng để đối xử với bậc lão thần. Bẩm bệ hạ, thần trước kia chưa thông thạo mưu lược làm tướng. Bình Chiêm đánh Tống may ra mà thành công, đó đều là nhờ oai linh của bệ hạ và sức lực của các tướng. Ngày nay nhờ ơn đức, thần được hưởng chức cao lộc hậu đến thế này. Nếu thần ngồi nhìn để cho Lý Giác kiêu dông thì khi chết thần không nhắm mắt được. Bệ hạ hãy để cho thần dẫn binh đi dẹp giặc, kẻo ảnh hưởng tới sự an nguy của xã tắc. Nếu thái úy đã một lòng xông pha mà thống lãnh chư quân đi dẹp giặc thì chấm có vui mừng nào hơn. Thái úy hãy bảo trọng, chấm mở kinh thành mong chiến công của thái úy. Tạ ơn hoàng thượng. Bẩm Lý tướng quân, quan quân triều đình do Lý Thường Kiệt chỉ huy sắp tới Diễn Châu rồi, phải làm sao đây thưa tướng quân? Người sợ cái gì? Người không thấy đội binh tướng nhà trời của ta đã bất khả chiến bại hay sao? Dạ, Lý Thường Kiệt là lão tướng đã từng diệt Tống, Bình Chiêm, tài giỏi mưu lược, cho nên thuộc hạ... Người đúng là ông ta già rồi, thì có gì mà phải sợ? Phải đối mặt với đội quân hùng mạnh của triều đình nhà Lý, Lý Giác thua chạy trốn sang Chiêm Thành, dư đả bị dẹp yên. Trong cuộc dẹp loạn Lý Giác ổn định vùng biên viễn phía nam này, thái úy Lý Thường Kiệt giữ vai trò rất quan trọng. Năm 1103, Lý Giác nổi loạn ở Diễn Châu, bị Lý Thường Kiệt đánh bại nên bỏ trốn sang Chiêm Thành. Vua Chiêm là Chế Mana nhờ vậy mà nắm được nội tình của Đại Việt, liền đem quân sang lấn cướp đất đai Đại Việt. Bẩm bệ hạ, nay vua Chiêm đã chiếm giữ Ba Châu Bố Chính, Lâm Bình và Minh Linh. Triều đình ta cần nhanh chóng đưa quân tới đó để đánh dẹp ạ. Đúng vậy thưa bệ hạ, nếu không cho chúng tới sức mạnh quân đội của Đại Việt, thần e chúng sẽ được đà mà lấn chiếm các châu huyện khác. Ý của thái úy thế nào? Dạ bẩm bệ hạ,
Mối quan hệ bang giao giữa Chiêm Thành và Đại Việt xưa nay vốn phức tạp, lúc hòa hiếu nhưng cũng có lúc xung đột gay gắt. Nhiều năm trước, tiên đế từng phải mang quân sang Trà Bàn để bắt được Chế Củ, thì chúng mới không khỏi quấy rối biên giới phía Nam. Nay Lý Giác trốn sang Chiêm mà nói rõ nội tình nước ta, Chế Mana tin lời đem quân sang lấn cướp, quả là ngông cuồng ngạo mạn, quyết không thể mềm dẻo trong tình thế này. Dạ đúng thưa bệ hạ, phải đánh ạ. Thưa bệ hạ, nay thần xin được thống lĩnh binh mã đi thảo phạt quân Chiêm. Chấm chỉ em một điều, khanh tuổi đã cao mà vẫn phải xông pha nơi trận mạc thì thật vất vả cho khanh. Bệ hạ hãy yên lòng, chỉ cần thần còn sống thì thần quyết không để cho non sông của tổ tiên bị kẻ địch xâm phạm. Quân Chiêm chiếm đóng tại vị trí này. Phía bên tả, chúng đặt các vọng lâu và cho canh phòng cẩn mật nên ta sẽ cho đột kích bất ngờ. Phía này chúng để trống, ta ngờ rằng sẽ có mai phục nên phải tương kế tiểu kế kẻo mắc lừa quân giặc. Vi thần khấu kiến bệ hạ. Hãy bình thân. Bẩm bệ hạ, thái úy Lý Thường Kiệt vừa cho người báo về, quân Chiêm đã bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi. Chế Mana sợ hãi trước sức mạnh của quân ta nên đã trả lại đất Ba Châu rồi ạ. Tốt lắm, Lý thái úy quả là vị tướng bách chiến bách thắng của Đại Việt ta. Lần này về kinh, chấm phải thưởng thật hậu mới xứng với công lao của thái úy. Bằng tài năng quân sự kiệt xuất và tinh thần yêu nước, thái úy Lý Thường Kiệt đóng vai trò quan trọng cho việc bình chiêm giữ yên giang sơn xã tắc. Tháng 6 năm 1105, Lý Thường Kiệt mất, ông hưởng thọ 85 tuổi và được vua Lý Nhân Tông tặng phong là kiềm hiệu thái úy bình chương quân quốc trọng sự Việt quốc công. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông mất, thái tử Càn Đức kế vị lúc còn nhỏ tuổi. Thái hậu Linh Nhân tức Nguyên Phi Ỷ Lan buông rèm nhiếp chính. Với vị trí của mình, bà đã giúp vua đưa ra những chính sách đem lại lợi ích cho muôn dân. Đó là những chính sách nhằm ổn định xã hội và đảm bảo sản xuất nông nghiệp. Đại Việt, năm 1117. Mẫu hậu có việc gì sao không sai người tới nói với trẫm mà phải đích thân tới thư phòng? Vất vả cho mẫu hậu rồi. Bệ hạ, ta nghe gần đây trong dân chúng có chuyện những người trốn tránh ở kinh thành, lấy nghề trộm trâu làm kế sinh nhai. Luật lệ về bảo vệ gia súc được thi hành đã lâu, vậy mà nay lại để những việc này diễn ra thì thật quá lắm. Triều đình cần phải có biện pháp để bảo vệ trâu bò thì mới đảm bảo cho nông nghiệp được. Mẫu hậu, đúng là trẫm đã có phần lơ đãng việc này. May sao có mẫu hậu nhắc nhở, trẫm sẽ cho các quan chỉnh đốn ngay việc này. Mẫu hậu đã vất vả cả đời rồi, vậy mà đến nay vẫn phải bận tâm đến việc nước. Chấm thật là người con bất hiếu. Ta già cả rồi, nào giúp được gì nhiều cho con. Ta còn nhớ hồi con vừa tròn 3 tuổi, phụ hoàng con phải thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Lúc đó mẫu hậu còn phải thay vua cha của con cai quản mọi việc trong nước. Này có một việc như vậy thì có gì mà khó nhọc đâu. Dạ, chấm nhớ năm chấm 6 tuổi. Tuổi nhỏ phải gánh trọng trách làm vua một nước, mọi sự triều chính cũng nhờ mẫu hậu quán xuyến cả. Từ việc chống Tống tới xây dựng Quốc Tử Giám, lại thêm việc tổ chức thi Minh Kinh Bác Học lựa chọn hiền tài. Nếu không có mẫu hậu cùng bách quan dành hết tâm sức gánh vác việc nước thì trong ngoài đâu có được chu toàn. Thời gian trôi thật nhanh, phải không mẫu hậu? Phải, nay con cũng đã có tuổi, việc nước bộn bề,
chớ lo nghĩ nhiều mà tổn hại Tây Long thể hệ. Mau lên, đi xem có Cao đi. Thị kìa. Đọc đi xem nào. Cao Thị viết cái gì đó nhỉ? Triều đình quy định, người nào mổ trộm trâu thì phạt 80 trượng. Đồ làm khao giáp, vợ bị xử 80 trượng. Đồ làm tang thất phụ và phải bồi thường trâu. Láng giềng biết mà không tố cáo, phạt 80 trượng. Đúng rồi đấy. Mong rằng triều đình thắt chặt quy định để nông dân còn có con trâu đi cày. Đúng rồi. Tốt quá. Đinh Nhân Thái Hậu, một người phụ nữ tài năng trong lịch sử Việt Nam. Bà không những có vai trò to lớn trong việc bảo đảm sản xuất nông nghiệp, ổn định xã hội, tiêu biểu là việc bảo vệ châu bò, mà bà còn có vai trò quan trọng trong việc phát triển Phật giáo tại Việt Nam dưới thời vua Lý Nhân Tông. Dưới thời nhà Lý, bằng chính sách ràng buộc mềm dẻo, triều đình giao cho các tù trưởng vùng biên cương quyền quản lý đất đai và dân chúng. Theo đó, các tù trưởng phải nộp phẩm vật lên triều đình. Tuy nhiên năm 1119, Động trưởng Động Ma Sa không giữ lệ cống nạp, vua Lý Nhân Tông đã đích thân đem quân đi Ma Sa để ổn định miền biên viễn của Đại Việt. Năm 1119. Bẩm bệ hạ, từ ngày bệ hạ hạ chiếu cho chư quân đóng thuyền chiến, sửa vũ khí đánh Ma Sa, đến nay công việc đã xong, sĩ khí quân ta đã dâng cao, chư quân đã chờ ngày được ăn thể ở sân rồng. Tốt lắm, lần này ra quân, chấm huy động một lực lượng quân thủy bộ khá lớn, không chỉ để dẹp loạn Ma Sa mà còn cho các động khác biết tiềm lực vững mạnh của Đại Việt mà sợ uy triều đình. Bẩm, mấy năm nay vị thế Đại Việt ngày càng lớn mạnh, đến các nước Chân Lạp, Chiêm Thành cũng giữ lễ về Thăng Long cống nạp. Vậy mà động trưởng Ma Sa Ngụy Bảng dám trái mệnh triều đình, triều đình ta xử lý việc này sẽ tránh được những điều bất lợi trong cai trị một vùng thượng du phía Bắc à? Bấy lâu nay vương triều muốn thắt chặt đoàn kết, nên lấy việc vỗ về ban ơn để đối đãi với các động vùng biên viễn. Thế nhưng đối với những thế lực chống đối và có xu hướng cát cứ thì phải kiên quyết trừng trị. Bệ hạ, theo lời bệ hạ, thần đã cho duyệt lấy những người khỏe mạnh trong các quân Vũ Tiệp, Vũ Lâm, Bồ và Sáu Quân, Ngọc Giai, Hưng Thánh, Phù Nhật, Quảng Thành, Vũ Đô và Ngự Long. Hỡi ba quân tướng sĩ, chấm nhận lấy cơ nghiệp của một tổ hai tông, đứng trên dân đen, coi triệu họ trong bốn biển đều như con đỏ. Cả đến cõi xa cũng mến lòng nhân mà quy phụ, phương khác cũng bộ nghĩa lại chầu. Và xét dân động Ma Sa sống trong cõi ta, động trưởng Ma Sa thì đời đời làm phiên thần của ta. Thế mà nay, kẻ tu trưởng ngu hèn ấy bỗng phụ ước của ông cha, quên việc tuế cống khiếm khuyết lệ thường phép cũ. Chấm vẫn nghĩ mãi, việc không dừng được, nay chấm tự làm tướng đi đánh dẹp. Các tướng suy sáu quân, các ngươi đều phải hết lòng tuân theo mệnh lệnh của chấm. Dẹp bỏ Ma Sa, hoàng thượng vạn tuế. Dẹp bỏ Ma Sa, hoàng thượng vạn tuế. Bây giờ vua tôi chúng ta hãy cùng nâng bát rượu thề để tăng thêm sĩ khí. Xin thề hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tôn tướng quân, khanh hãy ban phát khí giới cho các binh sĩ. Tuân lệnh. Trong lần thân chinh ở động Ma Sa, vua Lý Nhân Tông không chỉ chuẩn bị chu đáo về mặt lực lượng quân đội mà còn đặc biệt động viên cổ vũ tinh thần binh lính. Công cuộc dẹp loạn ở Ma Sa sẽ diễn ra như thế nào? Ngay từ khi thành lập vương triều, nhà Lý đã đặc biệt quan tâm đến việc ổn định biên cương, bảo vệ đất nước. Năm 1119, động trưởng động Ma Sa kháng mệnh triều đình. Vua Lý Nhân Tông thân đốc sáu quân cất binh đi đánh. Quân Đại Việt với lực lượng hùng mạnh đã nhanh chóng bắt được động trưởng Ma Sa là Ngụy Bàng cùng đồng đảng. Ôi, thuyền của vua Lý đấy. Thuyền vua Lý đấy. Quá, nhiều thuyền chưa kìa. Đông quá. Ôi, đông lính quá. Đã tiến đến vùng thượng du rồi chăng? Vâng, thưa bệ hạ, người nhìn xem, ở đây bốn bể vắng lặng,
dân cư thưa thớt. Ấy vậy mà biết bệ hạ mang quân lên dẹp loạn, dân chúng chẳng hề sợ hãi, lại còn chạy ra xem đoàn thuyền binh. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đốc trưởng, người biết tin gì chưa? Đoàn thuyền binh của Thánh Thượng vừa đi qua đây, mang theo đến 6 quân và thuyền lớn. Thuộc hạ chưa từng thấy đoàn binh nào hung mạnh như vậy. Ta cũng đã nghe tin vua Lý mang quân lên động Ma Sa để trừng trị Ngụy Bàng. Tên Ngụy Bàng thật không biết điều. Vương triều Lý là một vương triều mạnh, nhưng luôn khoan hòa, luôn lấy đức nhân ban ơn vỗ về, lại còn cấp chức tước và đất đai cho quan mục vùng biên lại. Này Ngụy Bàng không cống nạp vật phẩm lên triều đình, có khác gì hắn muốn công khai chống lại Thánh Thượng. Đội quân từ Thăng Long hùng mạnh như vậy, e lần này Ngụy Bàng khó thoát. Tiến lên, bắt sống Ngụy Bàng và đồng đảng của hắn. Ngụy Bàng, tại sao ngươi dám kháng mệnh triều đình, tự ý bỏ lễ nạp cống? Ngươi muốn làm phản sao? Bệ hạ, xin bệ hạ tha tội. Động Ma Sa nghèo lắm, dân chẳng đủ ăn, thì kiếm đâu ra vật phẩm quý giá dâng lên bệ hạ? Khởi bẩm bệ hạ, quân ta đã bắt được hàng trăm đồng đảng của Ngụy Bàng và tìm thấy rất nhiều vàng bạc châu báu được cất giấu ở nơi ở của hắn. Kéo cho mấy lời xảo biện tầm thường. Dân nghèo không đủ ăn mà động trưởng như ngươi lại tích châu báu làm của riêng. Người đâu, giải Ngụy Bàng về Thăng Long trị tội. Tuân lệnh. Hãy đem số vàng bạc này đi phân phát cho dân chúng khắp nơi, đồng thời cho người đi chiêu dụ nhân dân động Ma Sa trở lại yên nghiệp làm ăn. Sau khi tiến đánh động Ma Sa, quân Đại Việt rút về. Vua Lý Nhân Tông cho làm lễ dâng tù binh ở nhà Thái Hiếu, khao thưởng linh đình, ban tiền và lụa cho những tướng có công. Dưới thời vua Lý Nhân Tông, pháp luật thời Lý đã bổ sung thêm nhiều quy định đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, phản ánh quan điểm đạo đức đương thời. Đặc biệt, để đảm bảo tính nghiêm minh và thượng tôn pháp luật, nhà vua đã ra những quy định nghiêm khắc đối với tội giết người. Mời bệ hạ dùng trà. Cho gọi Lý Phục vào triều. Dạ, dạ. Khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ cho gọi thần. Khanh đọc đi. Đây là thư tố giác một viên quan địa phương. Hắn không chỉ làm những điều trái quấy với dân, mà còn phạm trọng tội che giấu kẻ phạm tội truy nã. Mấy nay ta giao cho Khanh cùng đội 20 người coi việc hình ngục và xét xử những kiện tụng dân gian là để Khanh xử lý những vụ như thế này. Khanh có biết chuyện này không? Bệ hạ, chuyện này thần đã được biết và bí mật cho điều tra. Đúng là có chuyện như trong tấu sớ tố giác. Người thân của viên quan này phạm tội cướp của giết người. Hắn không chỉ đưa tội phạm về phủ che giấu, mà còn tìm cách đổ tội danh lên người vô tội nữa. Hãy mang hết những bằng chứng phạm tội của hắn lên đây cho ta xem. Trong lúc đó, hãy mau mau bắt hắn về trị tội. Thần tuân chỉ. Xông vào lục soát, bắt hết những nghi can phạm tội cho ta. Các ngươi thật là to gan. Các ngươi đã biết mình phạm tội gì chưa? Hạ dân biết tội. Nói, các ngươi phạm tội gì? Dạ, hạ dân phạm tội giết người cướp của. Dạ, hạ thần mắc tội bao che cho kẻ phạm tội. Theo luật định,
phàm kẻ nào đánh giết người thì bị phạt 100 trượng, thích 50 chữ và phải tội đồ. Kẻ bao che những kẻ trốn tránh cũng phải tội như người trốn tránh. Dạ, xin bệ hạ nương tay, xin bệ hạ nương tay. Ở đây có cả bằng chứng kết tội người lâu nay hà hiếp dân lành, làm những điều trái đạo lý. Người đâu, lôi hắn ra trị tội. Xin tha tội. Để mang lại công bằng cho mọi người, tạo nên sự ổn định xã hội, phải mang công lý nghiêm minh ra để khắc chế những kẻ hung hăng bỉ ổi như chúng. Tuân mệnh bệ hạ. Có thể nói, pháp luật triều Lý đã phản ánh khá sinh động nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc triều đình nhà Lý không ngừng bổ sung điều lệ vào bộ luật đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của nhà nước đối với việc quản lý xã hội bằng công cụ pháp luật. Năm 1127, trước lúc băng hà, Phù Lý Nhân Tông cho gọi thái úy Lưu Khánh Đàm và thị lang Lê Bá Ngọc vào cung nhận di chiếu. Di chiếu của ông đã nhắn gửi lại cõi đời những lớp triết lý nhân sinh mang đậm dấu ấn Phật giáo, đồng thời làm nổi bật nhân cách cao đẹp của vua khi luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Bệ hạ, thần Lê Bá Ngọc đã tới đây rồi. Bệ hạ thấy trong người thế nào rồi ạ? Lê Bá Ngọc, Lưu Khánh Đàm, lần này chấm triệu các khanh tới là có một số chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, chấm phải giao phó cho các khanh. Chấm không còn nhiều thời gian nữa. Đây là di chiếu của chấm. Bệ hạ. Chấm nghe, các loài sinh vật không loài nào không phải chết. Chết là số lớn của trời đất, là lẽ đương nhiên của muôn loài. Thế mà người đời không ai không ham sống, ghét chết. Có người vì chôn cất linh đình đến hủy hoại cả cơ nghiệp. Có người vì coi trọng việc tang chế đến hao tổn cả tính mệnh. Chấm không cho việc ấy là phải. Chấm xót vì tuổi nhỏ phải đảm đương ngôi báu lớn. Ở trên các vương hầu, lúc nào cũng nghiêm kính sợ hãi. Đến nay đã 56 năm. Nhờ anh linh của tổ tông và hoàng thiên tin giúp nên bốn bể yên lành, biên thủy ít loạn. Đến khi chết đi, được dự đứng sau tiên đế là may lắm rồi. Việc gì còn phải khóc thương. Thái tử Dương Hoán tuổi đã tròn 12, có thể theo phép cũ lên ngôi hoàng đế. Thái tử lên ngôi lo việc nước, phải nhờ bách quan và thần dân một lòng phụ tá, để thái tử trở thành bậc minh quân hiền đức. Bá Ngọc, khanh thực có khí lượng của người quân tử, hãy sửa sang giáo mác để dự phòng những việc bất trắc, chớ làm sai mệnh chấm. Chấm dù nhắm mắt cũng không ân hận gì. Việc tang thì sau 3 ngày nên bỏ áo trở, thôi khóc than. Chôn cất thì nên theo cách kiệm ước của Hán Văn Đế, không cần xây lăng tẩm riêng. Hãy để chấm được hầu bên cạnh tiên đế. Bệ hạ. Các khanh hãy gắng đứng trước đầu sóng ngọn gió bảo vệ giang sơn. Chúng thần xin thề sẽ dốc sức vì giang sơn. Năm 1127, Lý Nhân Tông băng hà, thọ 63 tuổi. Bản di chiếu trước lúc mất đã thể hiện tinh thần nhân ái, khiêm cung, vô ngã vị tha của nhà vua với cuộc đời, đồng thời thể hiện trách nhiệm của bậc đế vương đối với tương lai dân tộc. Trong suốt 56 năm trị vì đất nước, ông đã đưa Đại Việt trở nên cường thịnh và tạo nên những chiến công lừng lẫy cả về ngoại giao lẫn nội chính.